Rồi sáng nay hai anh em mình tiếp tục đi thăm bãi gắn nha cả nhà. Lý do sáng giờ anh em mình nó bán mấy cà cuốc đánh bẫy đêm hôm đó, nên là sáng nay đi thăm hơi trễ nha. Giờ này cũng khoảng 8 giờ 8 giờ 10 nha mấy bạn. Đây là con đường quen thuộc của khu vực gần nhà mình nha. Đó. Đây là bê tông 4 mét này nha cả nhà. Đấy, là nói đầu tiên thì cho kênh Săn Bắt Sông Hậu TV mình chúc cả nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha. Khu vực này mình có 3-4 tay nha các bạn. Khu vực này không gà không có dính. Mình cũng nói trước luôn thì cái tờ lưới nào có dính mình mới bấm máy quay lại khoảnh khắc gắn dính lưới cho cả nhà xem nha. Còn tay nào không dính thì mình không có quay, lý do là tránh mất thời gian các bạn xem nó nhàm chán, thì cái nào dính mình mới quay cho mấy bạn xem. Đến tờ lưới nào dính thì mình sẽ bấm máy cho cả nhà xem nha. Cùng theo chân anh em mình đi thăm bẫy nha cả nhà. Bờ chuối nè có hai tay nha mấy bạn, nãy anh em mình thăm cái bờ nó không dính nè. Còn khu vực bờ chuối này, hy vọng khu vực bờ chuối này ông gậy ta ở đây cũng dính được con hả? Rồi đây đây có hàng lại hàng luôn nè, đây cận cảnh đã vướng lưới của anh em mình nha các bạn. Đó anh Võ Minh Phụng có vô coi kênh nhỏ của em thì anh Võ Minh Phụng xem nhà mấy anh em của em đặt lưới này nè nha anh Phụng. Mà anh cũng làm là phải nhậm màu đen với làm lưới cục thôi anh Phụng ơi, không cần phải dài đâu, đón hướng nó đi mình văng à, văng dài quá phí lưới rồi, với cao quá lưới này thấp thấp rồi không nón nó đi. Rồi, một con lái đầu tiên nha mấy bạn. Tay này văng ngay chân cái ao của mấy ông chú người cá ở đây cũng người quen nên là cũng đỡ không sao chứ khác. Em mình sẽ dùng lưới lam cắt dài mặt lưới để rút nó ra nha mấy bạn. Có máy dính. Máy dính hả? Ừ. Nhắn ngụm rộng. Nhắn này có trứng nha mấy bạn. Nhắn còn đẹp quá đẹp. Ừ. Máy dính không? Nhắn chày chùa gì chứ. Nhắn à, có trứng luôn. Máy chét. À, ô, cắt đi. Nè, cắt nhiêu gam ra nè. Rồi, một em đầu tiên. Đây là gắn gắn lãi nha cả nhà. Số người ta hay còn kêu là hổ may nha, nó hai ba tên gọi nha cả nhà. Dùng mình ở đây là kêu gắn lãi, kêu gắn lãi thì nhiều, ít ai kêu gắn hổ may. Con này là nằm tầm trung 2.5 nè các bạn ơi, còn nửa ký 6-700. Mới vô đầu tiên mà có hàng vậy là anh em mình vui rồi, phấn khởi rồi, lâu thì không mệt. Chứ bữa hôm đi cái bờ này đâu mà cả chục quần không có dính gì chứ. Rồi con đầu tiên nha cả nhà, hy vọng là mấy cái bãi sau nó sẽ tiếp tục có hàng để quay cho cả nhà xem nha. Rồi em mình sửa lưới lên nha cả nhà, rồi có dính nữa mình bấm máy cho cả nhà xem nha. Rồi chỗ cây dừa này nghe mình có tay nha. Rồi, phát hiện nó đã đây, một hiện trường thảm sát xảy ra, vụ án mạng đã xảy ra nha cả nhà. Lại là một em gắn lãi không may đã hy sinh. Cái sinh này nghe mấy bạn. Rồi cái tổ rồi kìa. Ôi ôi. Đây là mắm gắn luôn. Mới dính em bên phía bờ chuối của nó đó mấy bạn. Đó. Đi vòng qua đây một em đã chết tình nha. Con này không ăn được nữa nha mấy bạn. Con này nghe mình sẽ xử lý nó gọn sạch. Là cắt lưới giục nó.
Rồi thôi đi thăm bẫy tiếp thôi anh em, mình xử lý cái tay lưới này nha, kinh quá trời rồi. Rồi hy vọng mấy tay sau dính không có chết nha cả nhà. Rồi đi tiếp thôi cho anh em mình đi xử lý đi. Đây mình có con tay nha các bạn. Cái gì vậy? Trời ơi. Sống không? Sống. Tay này là gò dính gắn lãi mà chết nè các bạn. Này như con trâu nó bự. Gò dính gắn lãi chà bá chết thảy đâu lại còn thúi nữa. Thử rồi mình thăm dính đó mà. Dính còn mà chết. Bự nhỏ bự hơn này nhiều quá. Nãy giờ không dính gì trơn, lội muốn xỉu luôn các bạn ơi. Cái này đường chỗ này banh chành nè. Nhắn này muốn gọt. Trời nó bự. Còn ngắn lãi thứ hai nha các bạn, con thứ ba nãy nó chết rồi, thị trường thảm sát nãy mình quay cho các bạn xem. Tay này đặt rồi cũng chết, con đâu bự nữa nè các bạn, bự hơn này nữa. Mình có quay mấy bạn coi đó. À đây rồi cưng đi nãy nó. Ừ, chết con dục ở dưới đó rồi. Chỗ thế này cũng ngon quá luôn. Ừ. Thế này bữa có dính không? Không được. Quá trời, nhiều mắt rồi. Cắt đi cho mau các bạn. Mất thời gian. Mắt nào ấy hả cắt? Chưa lên này ăn quải hết các bạn. Cắm gà xuyên suốt ngày đêm ngày đêm. Ngày thì mình thăm lưới gắn. Đêm thì đi đánh cà cuốc. Công việc hay lu bu các bạn. Ba lưới gắt thăm gà còn chưa có giá là được. Đây mình lấy thứ hai nha cả nhà. Đây là thứ ba nó chết rồi. Rồi còn nãy em mình qua bên tay lưới, tay lưới dần tối đó, tay lưới cà cuốc đó các bạn, sáng đánh cà cuốc đó, sáng dính nè. Hai còn con cua cua núi nha. Ừ. Đó, hành trang của anh em mình nhiêu đó. Sáng đi tính trời mưa với luồng này cũng ít lứ, không có đem lương thực theo, giờ đói quá trời đói muốn xỉu tại chỗ luôn. Cái này mà có cái gì ăn cái nó đã đi coi, quá đói luôn các bạn ơi. Rồi em mình sửa tay lưới lên nha các bạn. Đây hai em rồi, còn mấy tay nữa có dính mình bấm máy cho mấy bạn xem nè. Em mình xử lý lại còn quá nhiều đó. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha, cho nên mình kết thúc clip này nha mấy bạn. Bữa nay thất thu quá rồi, quá rồi bạn. Đây còn quá chỉ được nhiều đó, thành quả được có nhiều đây. Còn cái chùm này là do mình đánh lưới hồi tối rồi sáng mình thăm sớm quá rồi, giờ nãy dính nữa nè mấy bạn. Được con cò trắng với con cua rù rì với con cò chết. Quá là chỉ có ba con thôi mà chết sình hết con rồi. Chết con còn được hai con nữa. Rồi đây, anh em mình kết thúc clip này nha. Chúc các nhà xem video vui vẻ và đừng quên nhấn đăng ký, nhấn nút like, nút chia sẻ để ủng hộ anh em mình có thêm tinh thần động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Rồi, xin chào các bạn. Chào mấy bạn luôn. Thật quá. Rồi, hẹn mấy bạn ở clip sau nha. Em mình lên rước mình quá trời, cách nhà cũng mấy cây số nha mấy bạn. Quá đuối. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.